Hiện tại, Nhật Bản miễn visa cho trên 60 nước, chủ yếu là các quốc gia châu Âu. Không chỉ vậy, đất nước này cũng nới lỏng chính sách thị thực cho nhiều nước khác nhằm phát triển du lịch. Nhờ vậy, số lượng thị thực được cấp tăng liên tục từ 1,8 triệu vào năm 2013, đạt mức kỷ lục hơn 6,95 triệu vào năm 2018. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, khoảng 80% visa nước này được cấp cho công dân Trung Quốc. Lượng visa cấp cho công dân Philippines nhiều thứ hai và Việt Nam đứng thứ ba, Indonesia đứng thứ tư. Sự thay đổi trên đã tăng khối lượng công việc cho các cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại nước ngoài. Chính vì thế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang nỗ lực đơn giản hóa quy trình làm thủ tục bằng cách thúc đẩy hệ thống đăng ký visa trực tuyến và tăng số lượng tổng đài điện thoại. Du khách muốn lấy visa điện tử có thể đăng ký thông qua các đại lý du lịch. Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu đón 60 triệu khách vào năm 2030, Nhật Bản cũng sẽ thu hút du khách bằng chiến lược tăng số lượng các hãng hàng không, nhất là các hãng hàng không giá rẻ.